Ủa rồi bên đây chưa quét nè, chứ tự nhiên mới quét bên đây rồi. Ở bên đây chưa quét mà mới có móc dưới thàng ở bên Hoa Hân mà. Là mày quét ở bên đây móc ra cái đi ra ngoài cửa, quét khác ra ngoài cửa. Cái gì? Quét một bên cái lôi ra ngoài cửa ra xong hết rồi, xong có đầu đi qua bên nữa, có nhà kêu 2-3 phe vậy đó, 3-4 phe, 5-6 phe, 5-6 khóm vậy đó. Trời, nói hoài luôn.